Ướt nước mắt cuộc đời ca sĩ Phi Nhung một mình đi sinh con gái. Duy nhất nhắc đến bố ruột Wendy, công chúng những ngày qua cập nhật tình hình sức khỏe của Phi Nhung hàng ngày. Điều có mong cho nữ ca sĩ sớm bình phục, về với mái ấm, nơi những em nhỏ đang ngày đêm chờ đợi mẹ Nhung. Cho thấy Phi Nhung đã được mọi người yêu thương dường nào, nhưng đằng sau những gì Phi Nhung đã làm cho tổ ấm nhỏ, thì cuộc đời của nữ ca sĩ cũng lắm đắng cay. Tự đi sinh một mình và lần đầu tiên nhắc đến bố ruột con gái. Mới đây trong chương trình Ngôi sao đương thời, Phi Nhung có nhiều chia sẻ xúc động về cuộc đời và sự nghiệp của mình. Mẹ mất khi Phi Nhung mới lên 6, cô về với bà ngoại ở Gia Lai và được bà cho đi học may để có cái nghề sau này. Từ đó đến khi xuất ngoại thì nghề may vẫn luôn gắn bó với Phi Nhung. Cô dùng chính nghề này để làm kế sinh nhai nơi đất khách. Lúc này Phi Nhung vừa làm ở một hãng may thảm, vừa làm tạp vụ nhà hàng để học thêm tiếng Anh. Sau khi sinh con gái thì trong một dịp đi hát ở chùa, Phi Nhung được ca sĩ đàn chị TG Phương Trinh chú ý và ngỏ lời mời cô đến California phát triển sự nghiệp ca hát. Tự đặt quyết tâm, một là không đi, hai là đi phải thắng để nuôi con nuôi em. Phi Nhung cầm trong tay $300 và lên đường đến California lập nghiệp. Đặc biệt mỗi lần nhắc đến con gái ruột duy nhất Wendy, dù nói là kìm nén, nhưng nữ ca sĩ vẫn không thể ngăn được sự nghẹn ngào. Sinh xong báo cho ba Wendy biết, ba bé rất dễ thương, em thiếu tình thương của mẹ, rồi con em lại thiếu tình thương của em. Thành ra mỗi lần em hát về mẹ là em không có gì diễn tả nổi, thiêng liêng lắm. Ngày xưa khi em nói về mẹ và con là em hay khóc, bây giờ em cũng cố gắng không khóc, dường như càng lớn càng già, nó càng nuốt trong lòng hay sao, em kìm được. Giờ ngược lại, em muốn đem tình cảm của em hết cho các con. Khi sinh Wendy ra thì bắt đầu em cho ba Wendy biết, tụi em cũng là bạn bè, ba Wendy rất là tốt, rất dễ thương, tụi em lúc đó còn trẻ lắm. Khi sinh Wendy ra em cảm giác giống như bé nghe lời em, từ lúc đẻ ra vậy, con em rất ngoan, không có khóc đêm hay gì hết, rồi tự động uống sữa, tự động ngủ. Wendy được 1 tuổi thì lúc đó em mới gặp TG, chị ấy kêu em đi hát, chị ấy không biết em có em bé và cho em 2 đêm suy nghĩ thôi. Em suy nghĩ xong là nói cho em 1 tháng sau để em giải quyết công việc của em xong đã. Lúc đó em nói TG mua cho em cái vé đi, vì lúc đó em chỉ có $300 thôi, em trả tiền nhà, tiền xe, tiền này nọ hết rồi mới đi. Em cầm $300 đi và nhớ lúc đó vé máy bay TG mua là hơn $600. Lúc đó em mới nói với TG là em có thêm em bé nữa. Chị ấy mới nói trời ơi, sao em không nói trước cho chị biết. Rồi chị ấy mua 1 vé cho con em nữa. Hai mẹ con qua bên California, mẹ và ba của TG là người giữ con cho em đi hát. Ngày em đi làm, em để con đi làm thì mẹ giữ, ba giữ. Em làm cuối tuần được $300-$600 thì em chỉ giữ $100. Còn bao nhiêu em đưa cho ba mẹ để ba mẹ lo cho con em. Tự lái xe đi đẻ, ba cực khổ nhưng trời thương. Wendy cho em cảm giác như là chị em chứ không phải là mẹ con. Ngược lại lúc đó nó mới 1-2 tuổi hay 3-4 tuổi mà lúc nào nó cũng chăm sóc cho em hết. Em mặc đồ rồi có gì trong phòng của hai mẹ con là nó tự dọn. Em gác cái thang lên là nó tự rửa chén. Nó làm cho em cảm giác như em không cần ai hết. Wendy nó bảo vệ cho em một cái điểm tựa. Tại vì em cực khổ quá nên khi mà em qua Mỹ, trời thương cho em sinh ra một đứa con như vậy. Con em lúc nào nó cũng im lặng. Em qua Mỹ, em cực khổ, em đi làm, em phải trả tiền nhà, tiền xe, cả cái chén em cũng phải bỏ tiền ra mua, mà tiền ở đâu, em phải đi làm. Khi mà em đi sinh, em cũng tự động một mình, em lái xe em đi. Em sinh xong, em tự động lấy xe chở con về. Con em lúc nào cũng ở trong lòng em, giống như nó đứng phía sau để đỡ cho em vậy. Khi con em đi học, em nói với mẹ, mẹ ơi con muốn bạn con chơi với con, là chơi với Wendy, chứ không phải muốn bạn chơi với con vì con có mẹ. Em nói ok, con muốn vậy thì được, nên em để im, ai biết thì biết mà không ai biết thì thôi. Em hết lòng hết dạ với con, em phải dùng hết những gì đẹp đẽ nhất cho con em. Mẹ học dở, em không có điều kiện đi học, em muốn khi con bước ra đường người ta không thích mẹ, nhưng nói tới Wendy là ai cũng phải thương Wendy và yêu mến con, còn mẹ sao cũng được. Khi em về Việt Nam đi qua đi lại, con em nó thấy em làm cực khổ. Có một lần em dắt con đi làm cùng vì con em nó nói con rất là ghét mẹ. Tại sao mấy đứa bạn con là ngày sinh nhật, Giáng sinh, năm mới lời tạ ơn được bên bố mẹ, tại sao mẹ không cho con được một ngày để con ngồi con ăn với mẹ hay là con đi chơi với mẹ? Sao con 16 tuổi rồi mà con không có được như vậy? Em nói con biết là mẹ cố gắng, mẹ làm hết tất cả những gì có thể để bù đắp cho con. Con có biết là một mình mẹ mà mẹ nuôi hết tất cả bao nhiêu người, anh em của mẹ đủ thứ hết,
thì những cái ngày đó là ngày của ca sĩ đi hát. Mẹ không thể nào bỏ xô, vì mẹ có được ngày hôm nay cũng là nhờ mẹ đi hát. Mẹ mới có tiền để nuôi con, có tiền để cho con được cái nhà, cái này cái kia. Nếu mẹ nghĩ những ngày lễ như vậy thì làm sao? Nó nói con không có tin, bạn con có cái này cái kia mà con không có. Con nhìn mẹ hết nổi rồi. Em nói, năm sau mẹ sẽ đi với con, mẹ sẽ cho thấy tình cảm. Mẹ dắt con đi chơi, đi coi mẹ hát. Chắc đi một lần là tởn, tởn tới bây giờ luôn. Nó nhìn nó thấy mẹ hát xong, lại lên xe ngồi, dẫn nó đi cũng vậy. Với tính tự lập, Fendi cũng đã nghĩ sao để trả ơn cho mẹ. Và món quà là mình phải học thật giỏi, giờ đã là một y tá ở Mỹ. Không chỉ vậy, cô còn là nữ nghệ sĩ giàu con nhất showbiz, khi có trắc đông con nuôi.